Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp giao ban các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Phiên họp đã tập trung xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi giải báo chí Nguyễn Văn Linh, dự thảo đề án bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2026, dự thảo quyết định ban hành kèm theo quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm biên chế và cán bộ công chức viên chức người lao động tỉnh Hưng Yên, ban hành đề án xác định chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện DDCI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Sau gần 2 năm tích cực triển khai, dự án xây dựng khu lưu niệm tướng quân Nguyễn Thị Thuật trên địa bàn xã Xuân Dục đã cơ bản hoàn thành. Thị xã chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận di tích cấp quốc gia và khánh thành khu lưu niệm Nguyễn Thị Thuật. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp khu tưởng niệm thành khu lưu niệm. Công trình được giao Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 42 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 4 năm 2021. Khu di tích tướng quân Nguyễn Thị Thuật đi vào hoạt động kết nối với nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân, liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính, chùa Sùng Bảo sẽ tạo nên quần thể di sản văn hóa quý báu, điểm tham quan về nguồn đầy ý nghĩa hấp dẫn và độc đáo. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thể thao Việt Nam. Năm 2022, thể thao thành tích cao Hưng Yên đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Trong đó có điểm nhấn chính là 3 tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9. Tuy khó khăn về cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện và cả chế độ đãi ngộ, song các vận động viên tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên vẫn nỗ lực tập luyện để mang thành tích về cho thể thao tỉnh nhà. Điển hình như đội tuyển Bencat Silat đang có 4 vận động viên chuẩn bị thi đấu quốc tế. Vận động viên Bùi Bá Đức và Nguyễn Thị Thảo tham gia giải vô địch Bencat Silat thế giới tại Bỉ vào cuối tháng 4. Đôi vận động viên Võ Đình Phước và vận động viên Đào Đức Hùng được triệu tập lên đội tuyển Bencat Silat Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 32 vào tháng 5 tới tại Campuchia. Mục tiêu đề ra cho năm 2023 của các đội tuyển thể thao thành tích cao tỉnh Hưng Yên là giành được 140 huy chương tại các giải quốc gia. Giải bóng đá học sinh khối trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên tranh cúp Eco Uni Chu Văn An do tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với trường đại học Chu Văn An tổ chức đã thành công tốt đẹp sau 2 tuần tranh tài sôi nổi. Trận chung kết là cuộc so tài kịch tính giữa đội tuyển trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, huyện Khoái Châu và đội tuyển trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Hoan, huyện Văn Giang. Kết thúc thời gian thi đấu chính thức của trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2 và phải phân định thắng thua bằng loạt đá lân lưu. Sau 5 lượt đá penalty, đội tuyển trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu đã giành chiến thắng với tỷ số 5-3. Qua đó, lên ngôi vô địch, đội tuyển trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Hoan giành ngôi Á quân, đồng giải 3 thuộc về trường Trung học phổ thông Đức Hợp và Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn. Nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão trên địa bàn huyện Ân Thi vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia diễn ra tại Huế. Cụ thể, dự án túi cứu hộ khẩn cấp xe máy của tỉnh Hưng Yên đoạt giải nhất lĩnh vực kinh doanh tạo tác động xã hội. Đây là bộ phận sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo. Túi cứu hộ có thể xử lý được nhiều tình huống khẩn cấp. Ví dụ, xe hết xăng thì có dụng cụ hút nhiên liệu từ xe khác sang. Xe xuống hơi cần bơm thì có ống bơm hơi từ ống xả xe máy và giúp nước ngập không vào ống xả khi đi qua đoạn đường bị ngập. Xe bị vật nhọn đâm thì có vít phá lốp không xăm. Khóa phanh xe được sử dụng trong các tình huống dừng đỗ an toàn. Tiếp tục với các tin tức cập nhật khác, dù một tháng nữa mới tới dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nhưng hiện giá vé máy bay từ Hà Nội tới các thành phố du lịch trọng điểm đều đang rất cao, nhiều chuyến đã thông báo hết vé. Khảo sát cho thấy, giá vé máy bay khứ hồi một số chặng từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng, Côn Đảo, Nha Trang dao động từ 3 triệu đến 5,5 triệu đồng cả thuế phí. Có chặng cao điểm lên tới hơn 8 triệu đồng khứ hồi. So với cùng kỳ năm 2022, giá vé trên cao hơn 5%. Lượng khách đặt dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đang tăng khoảng 10%. Hiện các hãng hàng không đã có kế hoạch tăng tải cho dịp cao điểm, nhưng dự báo là khó đáp ứng hết nhu cầu đi lại của người dân. Chỉ sau một tuần bệnh do tuổi già,
cụ bà công tu nữ Chiếu Huệ, vị công tu nữ cuối cùng Triều Nguyễn đã qua đời tại nhà riêng ở xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, hưởng thọ 101 tuổi. Bà công tôn nữ Chí Huệ hay còn gọi là mẹ Chí Huệ là cháu nội của Hoài Đức quận công Nguyễn Phúc Biên Lâm, con trai thứ 57 của vua Minh Mạng. Từ nhỏ, bà sống trong hoàng cung hầu hạ Hoàng Thái Hậu Từ Cung ở phủ Kiên Thái Vương. Bà được biết đến là người hiếm hoi ở cố đô Huế, còn biết may gối trái dựa, loại gối từng được các vua chúa quan lại triều Nguyễn dùng để kê tay khi ngồi thưởng trà hay đàm đạo. Thời điểm đó, những chiếc gối do chính tay mẹ Chí Huệ làm ra rất được lòng Đức Từ Cung và vua Bảo Đại. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng quyết định khai trừ khỏi tăng đoàn đối với nhà sư Thích Bản Tịnh, trụ trì chùa Cô Sơn, Tiên Lãng vì tàng trữ ma túy. Trước đó, nhà sư Thích Bản Tịnh, 41 tuổi, quê ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, thường trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, thế danh là Nguyễn Thành Đức, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 2 tháng 3. Thích Bản Tịnh bị kỷ luật, khai trừ do đã vi phạm giới luật Phật chế và pháp luật nhà nước, làm ảnh hưởng đến thanh danh uy tín của giáo hội. Mọi giấy tờ giáo hội đã cấp cho Thích Bản Tịnh, thế danh Nguyễn Thành Đức, từ năm 2013 đến nay đều bị thu hồi và hủy bỏ. Một thông tin đáng chú ý, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với hai người liên quan trong vụ việc bé trai bị bạo hành nghi cho sử dụng ma túy được cho là xảy ra tại huyện Hóc Môn. Hai người này là Lê Văn Bậm, 44 tuổi và Nguyễn Thảo Nguyên, 23 tuổi, ngụ quận Tân Bình. Trong đó, Nguyên được xác định là mẹ ruột của bé trai 3 tuổi, còn Bậm chính là người đàn ông xăm trổ trong các clip lan truyền trên mạng xã hội về nội dung bạo hành cho bé hút chất nghi ma túy trước sự chứng kiến và quay clip của Nguyên. Theo thông tin ban đầu, Bậm và Nguyên khai nhận vụ việc như những hình ảnh trong clip chỉ là do đùa giỡn chứ không có ý định làm hại gì đến bé. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào vừa ra quyết định khởi tố hai vụ án, khởi tố bị can trong hai vụ án chứa mại dâm ở quán cà phê 88 và 89 thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Đó là các đối tượng Nguyễn Đình Khương, sinh năm 1975, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1993, trú tại thôn Đoạn Trạch, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào; và Phan Văn Chiêu, sinh năm 2001, trú tại xã Đậm Ti, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, về tội chứa mại dâm. Trước đó, trong ngày 19 tháng 3 năm 2023, Công an thị xã Mỹ Hào tiến hành kiểm tra tại quán cà phê 89 do Khương làm quản lý và quán cà phê 88 do Dương quản lý, phát hiện tại bữa quán có hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện Chiêu là nhân viên thu tiền của khách khi vào mua dâm. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 26 tháng 3, lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia thông báo ít nhất 29 người di cư từ vùng châu Phi phía nam sa mạc Sahara đã thiệt mạng khi các thuyền chở những người này bị chìm trong hành trình vượt biển đến Trung Hải để tới Italia. Như vậy, trong 4 ngày liên tiếp vừa qua, đã có 5 thuyền chở người di cư bị chìm ở ngoài khơi miền nam Tunisia, khiến 67 người mất tích, 9 người thiệt mạng, trong bối cảnh số thuyền chở người di cư vượt biển tới Italia đã tăng đáng kể. Tunisia hiện đã trở thành điểm khởi hành chính của người di cư chạy trốn đói nghèo và xung đột ở châu Phi và Trung Đông với hy vọng đến châu Âu để tìm cuộc sống tốt hơn. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 3, người lao động trong lĩnh vực giao thông vận tải tại Đức đã xuống đường tham gia cuộc tổng đình công trên hầu khắp đất nước nhằm gây áp lực yêu cầu chủ sử dụng lao động tăng lương. Đây là cuộc đình công có quy mô lớn nhất trong hơn 30 năm qua ở Đức, ảnh hưởng tới giao thông đi lại với cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Cuộc tổng đình công được tiến hành theo lời kêu gọi của Liên minh gồm nghiệp đoàn Verdi cùng nghiệp đoàn đường sắt và giao thông EVG. Theo hai nghiệp đoàn, cuộc tổng đình công được tiến hành do không có tiến triển trong các cuộc thương lượng tập thể của hai nghiệp đoàn với các chủ sử dụng lao động. Sau 3 năm hạn chế vì đại dịch COVID-19, Tổng cục Du lịch Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức Tết Té Nước Songkran với quy mô lớn để góp phần thu hút khách du lịch quay trở lại. Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết,
Các lễ hội lớn mừng năm mới của người Thái sẽ được tổ chức tại 5 vùng miền chính của đất nước để góp phần thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch. Tết Songkran là kỳ nghỉ năm mới cổ truyền của Thái Lan, bắt đầu từ ngày 13 tháng 4 hàng năm và kéo dài đến hết ngày 15 tháng 4. Lễ hội được tổ chức với ý nghĩa té nước để gột rửa những điều xui xẻo, chút bỏ những muộn phiền và mệt mỏi trong năm cũ, đồng thời đem lại sự may mắn và hạnh phúc vào năm mới cho những người dân và du khách tham gia. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.